Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về logical operator trên Eclipse. Chúng ta tạo ra một cái class gọi là class logical chẳng hạn. Và chúng ta tạo cả main nữa. Finish. Ở đây các bạn sẽ tạo ra một cái biến. Ví dụ INTA bằng 6 chẳng hạn. INTB bằng 10 chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta thực hiện so sánh A lớn hơn 7 và B lớn hơn 9 chẳng hạn. Thì chúng ta thực hiện cái lệnh này. Thì ngay lập tức là nó sẽ trả về giá trị false, bởi vì là cả hai cái này thì chỉ có một cái B lớn hơn 9 là đúng, còn nhưng mà A lớn 7 là sai. Copy cái lệnh này. A lớn hơn 5 xếp lại. Thì ở đây nó sẽ trả về giá trị là true. Thì biểu thức và này nó chỉ trả về true khi cả hai vế của nó đều là true. A lớn 5 đúng, B lớn hơn 9 đúng thì nó sẽ trả về giá trị false. Còn trong trường hợp mà một trong hai cái này false thì chắc chắn nó sẽ là false. Chúng ta so sánh cái lệnh hoặc. Dụ lớn hơn 11 chẳng hạn. Thì lúc này nó sẽ in ra giá trị false cho chúng ta ở đây, bởi vì là một trong hai cái này A lớn 7 cũng sai, B lớn hơn 11 cũng sai. Chúng ta copy cái này. Paste nó vào đây. Và cái này lớn hơn 5 chẳng hạn. Chạy cái này. Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng giá trị in ra của nó là true, bởi vì là A lớn hơn 5 là true, còn B lớn 11 false thì kệ nó. Tức là một trong hai cái mà true thì kết quả của cái lệnh hoặc là nó sẽ true. Chúng ta in thêm một cái nữa là ví dụ như là phủ định của A lớn hơn 5 chẳng hạn. Và chúng ta chạy cái này. Thì các bạn sẽ thấy là giá trị là false, A lớn 5 true, cái phủ định của nó sẽ là false. Ví dụ như là B lớn hơn 11 chẳng hạn. Thì B lớn 11 là false thì phủ định của nó thành là true. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng các cái logical operator trong Java.